Dạ, bằng giáo dục ạ. Em ở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Ngon lành. Ủa, thấy chưa? Đào ra luôn không? Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Trời ơi, hai người này tin ra là dành cho nhau hay gì đó mọi người ơi. Túp liều tranh như nó có chứng khoán hay có vàng gì đó trong đó được không? Một túp liều tranh với một vài cái mã. Với một cô gái tài giỏi và tốt như thế này thì hẳn tiêu chuẩn cho bạn trai cũng rất cao. Mời quý khán giả đón xem tiếp nhé. Mời em trai ngồi. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Duyên nợ có hay không? Chúng ta chờ xem nhé. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị có mặt trong chương trình. Đặc biệt là chào nhạc trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lương Thị Thúy Lâm. Năm nay em 25 tuổi. Em là người Thái và hộ khẩu nhà em thì Đắk Lắk. Em hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân tộc Thái đúng không em? Dạ vâng. Mời em trai. Chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em tên Phan Huỳnh Anh Khoa, 27 tuổi, hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Em thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chứng khoán mùa này khá không? Năm ngoái thì khá chứ năm nay thì năm nay đỡ khá hơn đúng không? Năm nay đỡ khá. Nhưng sao? Hình xin mà cứ sóng nó lên rồi nó xuống rồi xuống rồi nó lên. Dạ đúng không rồi. Lo ha. Dạ đúng. Rồi. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm mình chia sẻ nhà trai nghe chút xíu cái coi. Điểm mạnh của em là có thể là giao tiếp tự tin, dễ thích nghi và hòa đồng. Rồi. Còn khuyết điểm là hay cáu, hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ nếu mà yêu đương. Không có đâu, giận dỗi vô cớ đó là cái gọi là đặc quyền của phái nữ rồi em ơi. Cho nên em đừng liệt nó vô là khuyết điểm. Đúng không mọi người? Ủa nhưng mà cái mà em gái nói là cáu với lại là nhõng nhẽo khi mà yêu đương thôi. Còn khi làm việc là không có đúng không? Dạ vâng. Nói chung em cũng biết gọi là chiều người yêu mình nên vậy là chịu đựng được. Chịu đựng đó. Đúng rồi, vẫn chịu đựng. Cấu cỡ nào cũng chịu đựng được dạ, ha. Dạ đúng. Nhớ nha. Dạ. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chuyên nhận biết về các dòng tiền về đầu tư. Tính cách em thì vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người. Em biết dòng tiền đầu tư về luôn hả? Ý là biết là nhạy bén với những cái vấn đề đầu tư ở đâu á. Em chỉ anh này mua mã nào đâu. Theo em thì hiện tại thì nếu mà được thì mua cứ mua ngân hàng thôi. Nay lãi suất không còn có 5 chấm mấy không biết được. Sắp tới thì lãi suất nó tăng lại rồi thì ngân hàng nó sẽ tiếp tục lãi lớn. Mình xin mời ông Mai quay trở lại với công việc chính ạ. Đang tìm mã chứng khoán tôi mua cái đã. Có tiền tôi mới làm mai làm mối cho nó tốt dạ, chứ. Dạ bữa nay đi làm là không có lương đâu cho nên đừng nghĩ tới chuyện đầu tư à. Mình làm mai làm mới là mình làm cho mọi người vui vẻ nha, chứ không phải là mình đi làm để kiếm tiền à. Mình có tiền mình mới vui, mà mình có vui thì mọi người mới vui. Dạ thì chứng khoán thì nói chung theo em thì là một kênh đầu tư khá hấp dẫn. Phải không? Thiệt, em nói thiệt. Thiệt đúng không? Dạ đúng. Rồi, thôi cố gắng đầu tư chứng khoán ha. Bên nhà gái có đầu tư chứng khoán với tôi không? Ôi trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Chào Pino. Hả? Chào Pino là chào mọi người. Chào Pino. Chào Pino. Chào Pino. Pino. Chào Pino. Dạ. Chào Pino là cháu nấu với bí nọ. Dạ đúng rồi. Giờ cháu Pino đó. Dạ. Hồi nãy em chưa nói về công việc của mình á, nên giờ em nói sơ sơ về công việc cho nhà trai nghe đi. Em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Khởi nghiệp. Dạ vâng. Đừng lo, có anh chứng khoán lo. Được không? Dạ nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Em đang stop mảng gì vậy? Dạ mảng giáo dục ạ. Em ở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Vô. Ngon lành. Ủa thấy mình chưa? Mở đào ra luôn không? Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Trời ơi, hai người này sinh ra là dành cho nhau hay gì đó mọi người ơi. Túp liều tranh như nó có chứng khoán hay có vàng gì đó trong đó được không? Một túp liều tranh với một vài cái mã. Rồi. Qua để chào nhà trai cái. Chào cái coi nhà trai ngon lành à. Dạ chào nhà trai. Múp míp dễ thương. Nhà trai dễ thương quá ha. Trời ơi, múp hơn tôi luôn à. Dễ thương quá trời luôn. Mà tôi hơi quạo quạo với chứng khoán á. Ủa sao vậy chị? Ngày nào cũng gọi điện thoại á. Gọi điện thoại hả chị? Mua lỗ rồi. Không xuống mùa 40 còn tôi xuống mua, có... tôi mùa 40 xuống còn 14 lỗ. Trời. Wow. Do không đúng thời điểm mà chị. Mày mốt có gì chị sẽ hỏi em. Dạ. Mình lại đi lạc chủ đề rồi. Em ơi,
Dạ. Mình chăm sóc bạn gái tốt quá mà đúng không? Thì sao mà mình ế để mà mình phải lên tới trên đây vậy? Em cũng trải qua tầm 3 mối tình. Mối tình đầu thì thời học sinh thì nói chung là cũng chỉ nắm tay. Mối tình thứ hai thì em quen bạn đó hồi đầu năm đại học. Gần tới sinh nhật bạn đó thì em muốn là em đi làm để kiếm tiền, làm một cái sinh nhật cho bạn đó. Nhưng mà kiểu như em đi làm, em lo làm quá thì mệt quá thì em lại không nhắn tin. Bạn đó thì buồn thì bạn đó đi nhắn tin tâm sự với bạn thân em. Rồi yêu bạn thân em luôn. Rồi cái yêu bạn thân em lúc nào không biết đâu. Trời ơi. Mối tình thứ ba là sao? Kết thúc được cách đây chắc cũng tầm gần một năm. Cả hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi, hỏi bạn đó là muốn kết hôn không thì bạn đó lại giật số dê. Thì bạn đó cứ viện lý do là muốn xây cho gia đình một căn nhà lớn. Thì em cũng kêu thì nhờ cả hai cưới nhau rồi thì cùng cố gắng xây cho gia đình bên em thì cũng được, không có gì hết. Mà bạn đó cũng không chịu. Nói chung là ba mối tình chị chưa thấy cái chỗ nào để gọi là em có cơ hội chăm sóc người ta luôn á. Không, thì cái mối tình vừa rồi á thì nói chung là cả hai cũng có một thời gian sống chung với nhau. Trời ơi, sống chung rồi hả? Không, ý là có qua lại nhà cửa với nhau. Nói sống chung thì sống chung đi. Rồi cái thì cũng có hỗ trợ bạn. Nhưng mà cuối cùng sao chia tay nè? Mày nói về quê rồi có bị dịch Covid rồi kẹt lại dưới đó rồi không hiểu sao cưới một bạn như vậy. Vậy là có cái bạn kia sửa nhà rồi cho ba má ta rồi. Ông sửa sớm thôi chứ. Ta phải có cơ hội ta sửa liền chứ. Nhà ở Đắk Lắk có hư gì không? Nhà con ở Đắk Lắk thì không hư gì, nhưng mà nếu anh muốn sửa thì em... Em kiếm nhà cho anh sửa đúng không? Tình hình cái ba mối tình nó phức tạp vậy đó. Còn nhà gái sao? Dạ con cũng trải qua ba mối tình. Ngắn nhất thì đâu mấy tháng. Dài nhất bao lâu? Dài nhất là một năm. Cái mối tình dài nhất đấy là mối tình đầu. Mà lúc mà lần đầu mới yêu thì cứ tưởng là cũng nghĩ là sâu sắc. Khi mà gặp lại cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Thì chứng tỏ là cũng không sâu sắc. Vậy là cũng chưa gì sâu sắc. Nói tóm lại bên kia mới sâu sắc à. Giờ là mình sẵn sàng để mà mình đón nhận một tình yêu mới chưa? Cách đây từ 2 năm rồi bố mẹ. Tại vì con về nhà con ít đi chơi. Thì bố mẹ nghĩ là thôi chết rồi con này. Thế chắc rồi về nơi. Con ở với em gái thì bố mẹ con hay gọi hỏi em gái con là thế nào dạo này chị mày có đi chơi với anh nào không? Thế con có thấy hẹn hò với anh nào không? Về nhà thăm nhà thì bố mẹ về cả họ hàng cũng hay bảo là chưa rồi con Lâm khéo phải đi bạn muốn hẹn hò thôi. Bố mẹ liên tục hỏi như thế. Thế nên là con đăng ký chương trình cũng mong muốn là mình có một cái người mà hẹn hò để có thể cùng đi lâu dài. Thứ nhất là để bố mẹ an tâm và thứ hai là lập gia thất sớm để mình ổn định cuộc sống. Rồi bây giờ nè, mong muốn của em có một người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là một người mà có đạo đức, nhân cách tốt, sức khỏe tốt và tài chính tốt. Có mặt vuông chữ điền thì càng tốt. Mặt anh này chữ O nha. Mặt anh này chữ O nha. Ê, gì vậy? Còn bảy O là một O. Qua đo nữa rồi. Có nghĩa là mặt hơi tròn tròn. Mặt ta đẹp trai chữ O ý. Mặt người cũng đẹp chứ đâu phải chữ O gì đâu. Bên đây ta đẹp trai mỏm mỉm đó. Dễ thương. Dễ thương. Tôi giỡn thôi. Nói chung là bên đây nhìn thấy gương mặt phúc hậu lắm á. Có đạo đức nữa hả? Ừ. Dạ đúng rồi. Có đạo đức không phải là học hết sách đạo đức. Kiểu tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh. Và không có cái ý nghĩ là muốn làm hại người khác. Dạ. Có làm hại ai bao giờ chưa? Có hại ai bao giờ chưa? Con Kiến em còn dám giết mà. Thiệt không? Không giỡn á, chứ thật sự thì bản thân thì nếu mà có tư vấn chứng khoán hay gì thì em cũng không có bao giờ phương hại tới khách hàng. Đó cũng tính là không phương hại tới lợi ích của người khác. Bây giờ em có hình dung ra được là bạn trai của em là giống ai không? Em rất thích ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn hả? Vâng ạ. Đẹp trai này, có cái vẻ lịch lãm, tri thức, tử tế và hay làm từ thiện, đặc biệt là hát hay. Nói chung là người đàn ông đó thì ai cũng thích hết trơn á. Hà Anh Tuấn, mình đây có mẫu người nào mà mình yêu mến không? Thường thì em sẽ thích vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà và tính cách dễ thương vui vẻ của Miu Lê. Trời, bên Hà Anh Tuấn bên Hồ Ngọc Hà. Miu Lê toàn là người hot hot không? Hot hot không? Dã man không? Thấy hai nhân vật hôm nay là em thì không có nhan sắc của Hồ Ngọc Hà với cả Miu Lê, nhưng mà em nghĩ là em cũng nhây nhây giống như chị Miu Lê. À không, bên đây có nét rất là riêng nha, bên đây là đẹp đó. Em thì em lại thích kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ. Quan trọng thật thì bản thân em thì thích bạn dễ thương hơn. Dễ thương, yên tâm về độ dễ thương là khỏi lo. Bên kia cũng dễ thương mà bên đây cũng dễ thương. Đúng rồi. Nói chung hai bên dễ thương hết, hai đứa mình cũng dễ thương. Đúng rồi.
Dạ, giờ mình hỏi gia đình ta đi chứ đi. Mình tự khen nhau hoài cũng kỳ quá. Em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với em họ của em. Dạ em chào chú Lan và chào chị Ngọc Lan. Em tên Phụng, là em họ của anh Đăng Khoa bên này. Dạ em thấy bạn nữ dễ thương và thấy chị có một cái tinh thần khởi nghiệp, thì em nghĩ là chị khá là độc lập về tài chính. Thì anh Khoa bên em mặc dù rất là trẻ nhưng mà cũng đã mua được nhà và xe ở Sài Gòn rồi, nên là chị cứ yên tâm về nhà lập nghiệp. Trời ơi ngon lành. Không cần cửa nhà nữa em, nhà hư hư rồi qua nhà anh ở. Nhà trai tôi có nhà có xe riêng rồi nha. À, sửa chi nữa đúng không? Không cần sửa. Không cần sửa. Có chờ người chăm dọn dẹp nhà cửa thôi. Hay quá. À, nếu mà chị khởi nghiệp và làm trong cái lĩnh vực đầu tư như vậy á, thì chị có bị áp lực công việc hay là mình sẽ có quá nhiều thời gian dành cho công việc không? Có nhiều thời gian để dành cho gia đình hay không? Áp lực thì bất kỳ công việc nào cũng có. Mỗi công việc thì nó có đặc thù riêng và áp lực riêng. Còn về cái chuyện mà việc nhà thì em nghĩ là giả sử đi đến hôn nhân nhá, thì em biết nấu ăn, thậm chí là em gái em thi thoảng khen em nấu ăn ngon. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ không dành nhiều quá nhiều thời gian của mình cho việc bếp núc, bởi vì là nếu mà mình dành quá nhiều thời gian cho việc bếp núc, mình cái nhựa sống của mình nó sẽ bị vơi đi và mình sẽ không còn cái trạng thái như bây giờ nữa. Có nghĩa là chị thấy dễ thương và thấy cái năng lượng tích cực của em nó dồi dào đúng không? Giả sử đi đến hôn nhân, em sẽ thuê người giúp việc, em vẫn sẽ nấu ăn vào lúc em rảnh và lúc nào mà em vui. Ví dụ như cuối tuần hay giữa tuần em cảm thấy vui và người đàn ông của em làm điều gì đấy cho em vui, em sẽ nấu ăn. Nhưng mà những ngày trong tuần em cũng phải đi làm, anh ấy cũng phải đi làm, thế nên là sẽ thôi người giúp việc để mà thay mình làm những cái điều đấy. Một người phụ nữ hiện đại. Đúng, tôi rất đồng ý với quan điểm này. Chị có hay đi ăn buffet không? Tại vì anh Khoa khá là thích đi ăn luôn á. Tối nào cũng có thể là đi ăn hết luôn. Hèn chi. À, chị có thể đồng hành cùng ảnh đi ăn vào mỗi buổi tối. Bớt bớt lại chút nha. Không, không, không. Thấy nói chung là hợp lý với cái giao diện. Nhưng mà ảnh có đăng ký tập gym rồi, nên là nói chung là sức khỏe rất là khỏe. Và những cái tiêu chí mà em thấy chị cần ở một người bạn nam á, thì là ảnh có thừa luôn á. Không sao ạ, em có thể chọn đời ở California. Và thẻ của em là có thể dẫn thêm một người tập. Nếu mà người yêu, người đàn ông của em mà thích đi ăn mà vẫn muốn đi tập gym, thì cái thẻ của em có thể dùng chọn đời. Trời mà ơi, không cần cần. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ con chào chú Việt Linh, chào chị Ngọc Lan và chào nhà trai ạ. Em ngồi ở đây thì thấy là anh cũng dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Đồng thời là công việc của hai anh chị cũng có điểm chung với nhau. Trên thang điểm 10 thì em chấm là khoảng 8,5 ạ. Quá ngon. Được rồi, mở rào đi cho hai đứa gặp mặt coi. Mở rào. Tôi cũng nôn quá rồi. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là một trong những cuốn sách mà em yêu thích nhất, nghệ thuật đàm phán. Chúc anh chốt đơn được em. Chúc anh chốt đơn được em. Đây là một cái bút để lỡ mà mình có hẹn hò với nhau thì để anh viết chuyện tình đôi ta. Ok, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thì anh cũng hy vọng anh sẽ chốt được đơn em chứ. Chứ anh cũng ấn tượng với em. Cảm ơn anh. Thì sẵn đây anh cũng có tí bài hát để có bốn gọi là khúc điệp khúc của bài Ánh Nắng của anh. Hát thử thôi. Không hát thật đi anh, đừng hát thử. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em. Chẳng bên ấm tay được không? Không, em hát xong đi ạ. Ok. Sẽ luôn là người yêu em. Yêu em. Cùng em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Người yêu ơi, người yêu ơi. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Tình yêu nó dễ lắm. Thấy biết xuất hiện tình yêu rồi đó. Khoa dục khoa hỏi giờ. Em ơi, mình hẹn hò đầu tiên em thích ở đâu? Em ơi, thì
sau chương trình này thì anh cũng muốn có một cái tí thời gian để tìm hiểu em. Thì... một tí thôi anh? Không, ý là có một cái buổi gặp hẹn đi chơi để được tìm hiểu em. Sau đó sẽ có những buổi đi chơi vui bên nhau. Dạ vâng, em tặng anh cuốn nghệ thuật đàm phán thì hy vọng là anh chốt được em. Ok, rồi cảm ơn em. Tại thật sự tự nhiên gặp cái người mà mình thích á, anh thì hơi bị run. Thế á? Thế anh về chỗ đi cho đỡ. Ok, xin. Rồi cảm ơn. Trời đất ơi. Chết rồi, thiệt. Chết rồi, chú Linh ơi, chú Linh phải chỉ cho vài chiêu chứ kiểu này chết rồi. Ý nói về đọc lại cuốn đàm phán nữa. Em biết mà, em nghe em biết. Mà tôi nói cho về gái biết nha, đừng có làm khó nhà trai tôi nha. Nhà trai tôi á, đàm phán về làm ăn rất giỏi, nhưng đàm phán tình yêu hơi bị yếu. Thì từ từ làm dữ vậy. Bây giờ phải nói. Nói cái gì? Nói đi, bây giờ hẹn hò. Người ta chỉ có yêu thôi, không có nói gì nữa cho nó. Là muốn hẹn hò sao mình thuyết phục người ta. Chứ giờ vậy rồi sao thuyết phục được. Nói đi em trai. Có anh đứng đây nè, không lo. Bản thân anh thì cũng đã có nhà, có xe ổn định rồi. Thì trong hôn nhân thì anh cũng muốn quen tầm một năm thì mình sẽ có thể tiến tới hôn nhân được. Giả sử chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta hợp nhau thì khoảng một năm rưỡi rồi đấy, có thể tiến đến hôn nhân được. Cái phong tục người Thái có đòi hỏi trâu bò, heo gà gì không? Đòi hỏi voi thì chị cũng không đòi hỏi trâu bò. Đòi hỏi voi thì chị cũng không đòi hỏi trâu bò. Thôi bây giờ mình bàn luôn chuyện đám cưới đi. Đó, tại vì bây giờ là dân tộc Thái là nhiều khi phải là có voi hả? Cái văn hóa dạ, khác nữa. Phải có voi không sao, để anh vô sở thú liên hệ anh mượn cho con voi. Đòi hỏi voi kìa, thì tôi mượn cho con voi được. Không nói được gì, tôi không biết phải trả lời sao nữa. Thì đòi hỏi voi, tôi nhà ta tôi sẽ đáp ứng có voi. Tôi vô sở thú. Tôi chối voi sở thú liền cho chị. Em mà là phải đòi voi ở buôn làng á. Đúng rồi, đòi voi ở buôn làng. Không lo, tôi lên bản đồ tôi thuê. Không có gì lo dễ. Ra là còn gì nữa không? Gì nữa? Phong tục cái văn hóa đám cưới của người Thái á. Những cái phong tục thì nó cũng khá là rườm rà. Có những cái lễ mà nó liên quan đến lễ cưới, trai đến nhà gái có quyền là ăn nước. Hát nước hả? Dạ vâng, hát nước nước nhưng mà nhà trai nước cho bạn hả? Dễ, để tôi đi hát phụ cho. Không, nhà gái hát nước vô nhà trai. Ủa vậy? Đúng rồi, nhà gái hát nước. Nếu mà nhà trai, cái khúc đấy nếu mà nhà trai tự ái bỏ về thì... Không sao, mặt này bự lắm, ráng chịu thôi. Vì tình yêu đúng. Hứng luôn. Hất cỡ nào hất. Vừa còn... hất cái bung dù liền giống như phim vậy. Còn gì khó nữa không? Con thì chỉ lựa người thôi. Còn những cái làm khó thì bố mẹ con nghĩ là làm tốt hơn con. Tức là mình dắt voi tới luôn hả em? Dạ em đùa đấy. Dạ em đùa đấy. À đùa. Ủa? Trời, chút xíu nữa liên hệ Thảo Cầm Viên mượn thú rồi. Nhưng mà hỏi người Thái là đi cưới nhà trai hay nhà trai cưới nhà gái? Nhà trai cưới nhà gái. À bên người Thái là họ có bắt rể không? Người Thái thì không có bắt rể. Chỉ có bắt vợ thôi. Và chia sẻ với mọi người một cái bí mật thú vị, đó là bố mẹ con ngày xưa ấy là đến với nhau không phải bởi vì yêu nhau mà thông qua cái phong tục bắt vợ. Bắt vợ hả? Đúng rồi, là bố con qua bên bên kia sông đó, cái xóm bên kia sông để bắt mẹ con về làm vợ. Khỏi nói gì hết, mai đi bắt luôn. Nhào tới kéo lôi cho bằng được đúng không? Đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ nếu mà bắt như thế thì lại có pháp luật can thiệp. Trời ơi, làm tôi mừng muốn chết luôn. Bây giờ tôi muốn nhà gái hát cho nhà trai nghe một bài coi. Bài gì nó liên quan đến người đồng bào đó. Mạnh dạng lên nào. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, tiếng hát cô mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá, trên lưng đèo cao. Không thuộc nữa rồi. Một chút vậy nó cũng ra cái không khí của bản thường buổi chiều rồi ha. Dạ vâng. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây, nhìn sâu vào đáy mắt của nhau để cảm nhận xem tình yêu nó có xuất phát gì không. Anh ngưỡng mộ ba em vì đã đánh cắp các vì sao để gửi vào mắt em. Không có được, buông tay, nói tiếp đi. Thì thật sự thì anh gặp người mình thích thì anh sẽ thường anh hay run, anh không biết nói gì hết. Anh trai thì thật thà chất phác, bởi vì là khi mà nhìn vào mắt anh không dám nhìn thẳng vào mắt con. Có mỗi con nhìn à? Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Rồi, được rồi. Bây giờ về vị trí đi nào. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra lại cảm xúc,
kiểm tra lại con tim của mình. Bấm hay không là quyền của các bạn, nhưng nhớ, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng Khoa. Chúc mừng em. Và hãy nắm tay nhau nào. Hãy đan tay vào nhau nào, cho nó tình cảm nào. Đó. Cũng xin gửi một vài lời với bên đàn gái thì con cảm ơn hai bác góp lời cho bạn hôm, tới đây hôm nay để con có cơ hội để được gặp hôm nay, được tìm hiểu bạn để sau này hy vọng cũng có thể tiến xa hơn cùng nhau. Nhà gái có muốn nói gì với nhà trai không? Ngày hôm nay thì may mắn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò con được ghép đôi với cả con trai của hai bác. Con trai hai bác con thấy dễ thương, hiền lành, thật thà, chất phác. Hy vọng trong cái thời gian tìm hiểu nhau thì bọn con có thể là có sự đồng điệu. Hy vọng là nếu mà tiến xa thì con sớm được gặp hai bác. Cái gì vậy? Ông muốn hôn tôi hả? Ông muốn hôn tôi hả? Cái gì? À, ý của ông Mai nói là mình hãy trao một cái nụ hôn đầu tiên và nồng cháy cho cô gái ở tại cái sân khấu này. Đây là nơi chứng giám tình yêu của tụi em. Không đến mức nồng cháy lắm đâu, nhẹ nhàng quyến rũ thôi nào. Đừng bao giờ quên những giây phút này nha các. Thôi em ơi, được rồi. Được rồi, nắm tay gì được rồi nè. Được không? Được rồi. Thôi em hùng tay đây. Dạ. Hùng ý, không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Rồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn, mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân, năm nay em 42 tuổi, hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À rồi. Dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em năm nay 36 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh viện không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà, không có thời gian làm trong. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con rồi ha. Ngon ngon đó, ngon. Ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? Em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em là 69, ba em 68 ạ. À. Rồi vậy là lấy vợ về có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À cho em nửa căn rồi, còn nửa căn em đang chạy em làm em góp em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn, làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm luôn nha, chưa thấy nghe khuyết điểm. Khuyết điểm em thì em có hút thuốc á, với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn nó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á. Giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là
cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái ấy thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Ta còn mơ mởn dễ thương vậy mà kêu già? Đừng có nói già, đừng chạm người. Nó đó mới già nè. Hả? Đó. Đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à, trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Tôi hỏi bên đây coi có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ sàn luôn. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, quen mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm rồi sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đạo Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo này nó giữ gì mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi lại giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Hợp lý. Em học ngành y vô bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá à. Là nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ, dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh á. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình mà chia hai mấy năm cũ quá cũ luôn. Ngon luôn. Không có chuyện người yêu cũ người yêu mới đâu. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Bây giờ nè, mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc, không có bắt cá anh. Bắt gì ta, hai mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét luôn, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ, với lại cái lăng nhăng là... nữa. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành y em tâm em có, tâm em tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho tâm, bạn gái mình là khác. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không thì không em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời, con này sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à, em kỹ lắm. Anh làm khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ con bấm, tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu nhiều người thích chị sao? Hồi đừng xúi. Bà mối thì xúi dại không. Làm mối rồi dành mối. Không có cười quá. Dễ thương á, có duyên lắm á nha. Mình đi với ai? Dạ em đi với dì của em. Dì hả? Dì ruột, dì Út hả? Dạ, chào dì. Dạ chào dì. Em chào anh Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý vị khán giả. Dốt thấy nhà trai sao dốt? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó, là nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Là thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi. Cảm ơn nhiều. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Con xin kính chào của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người con hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô xử chết không ai cưới nó. Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu mà hôm nay á mà bạn gái bên đây thì cô thấy cũng được.
xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội. Cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này làm cầu nối mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi, ngon lành. Phòng vé máy bay cấp 1 á. Rồi, cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước rồi này kia. Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần giặt áo cho con cái thì được. Trời, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lên được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Thôi đi. Anh dạ. Em bông. Em đừng cầm dơ lắm. Để em cầm luôn. Bên đây ạ, dạ. À, bên đây, bên đây ạ. À. Cảm ơn anh. Đầu tiên gặp là thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, em để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng. Có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Mở mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách và nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, để Quân. Dạ, dạ, đây đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Em cũng muốn hỏi anh là anh cũng nói anh ở Thủ Đức vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À khu lịch Suối Tiên. Mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái đúng rồi, gần đúng bệnh rồi viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại vì em làm trong khu công nghệ cao á. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng anh mới đi ngang bên đường đó có phiên trường. Dạ. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau. Nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó. Quan trọng là mình hiểu. Rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ anh thấy em sao anh vậy à? Dạ anh thấy em sao ạ? À? Có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh, dạ. Anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh á. À, em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Nhưng mà ý là thấy người ta có... Thấy được, xinh đẹp người kia nè. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? Ừ, vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Dạ em nghĩ là không làm dâu được. Mình giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng. Nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt, rồi mẹ chồng cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Giờ ở với mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ chồng ấy nè. Bà nội xuống lo thấy luôn. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp anh. Anh cầm chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em à. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chú đáo chưa? Đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em lòng say suốt đời. Anh bờ quặn đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chi xa xôi
Em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Đáp lại liền em. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay nhưng mà thôi. Anh nghe là được. Đến rồi, chương trình nghe thì được rồi. Em cũng hát một một xíu hơi dành cho khán giả trong trường quay, là cũng như là nhảy nhảy ha, em đâu biết nhảy nhiều đâu. Trời ơi, bạn hát. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ. No. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa em, hết chưa em. Về Sa Đéc hay là về An Giang. Hay quá. Em mà hát xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Trời ơi, mà dễ thương quá. Em về nhà em vui em cười. Em trèo luôn á. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạch anh biết liền. Nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi ha. Đó. Dạ. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đủ cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Xuống kinh. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức. Đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Hả? Anh nắm tay em cái à. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi chưa nắm tay phụ nữ, mình cảm giác sao Quân? Lâu lắm rồi, cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống gì, hiểu không? Hỏi gì má đi. Con dâu má nè, thấy không? À, mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á, thì cho con hết ế, bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Mấy đêm nay con mừng con ngủ đâu có được. Con mừng á, con không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ là cô đã ghi thiệp hết rồi đó. À. Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Cô lo trước lo xa vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi, mình an tâm. Rồi em gái, cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Dạ. Thôi em được rồi. Được rồi, nắm tay gì được rồi nè. Được không? Được rồi. Thôi em hùng tay đi. Dạ. Hửi hửi không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho anh chị. Chúng tôi sẽ